Đây là buổi tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn giao thông tại làng Thông Dấu, xã An Phú, thành phố Pleiku. Tại đây, đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thành phố Pleiku và công an xã An Phú đã phân tích các nguyên nhân dẫn đến xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, những nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông khi điều khiển máy cày, xe công nông không có đèn xe, lưu thông khi ánh sáng không đảm bảo, đồng thời lưu ý nhắc nhở về điều kiện kỹ thuật, chở người trên thùng xe và tình trạng xe công nông lưu thông trên quốc lộ. Công an xã đã tham mưu cho Ủy ban nhân xã, ban chỉ đạo phòng chống tội phạm là tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là người dân trong vùng đồng bào dân tộc số là tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông. Công an xã đã tham mưu cho Ủy ban xã, ban chỉ đạo phòng chống tội phạm xã là tổ chức tuyên truyền ra mắt cái mô hình là đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn làng Thung Tô, nhằm là huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, của quần chúng nhân dân, nhằm là tuyên truyền giáo dục cho bà con dân trong làng là chấp hành các quy định pháp luật, trong đó tập trung là chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông địa bàn để nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn. Qua thống kê, hiện trên địa bàn thành phố Pleiku có hơn 1.850 xe công nông. Loại xe này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao vì đa số là phương tiện do các cơ sở sản xuất tự phát thiết kế, không đảm bảo các chỉ số an toàn. Để quản lý tốt các phương tiện này, ngay sau các buổi tuyên truyền, chủ phương tiện đã ký cam kết với lực lượng chức năng về chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông và chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng xe công nông, xe độ chế, xe máy kéo, máy cày và tiến hành gắn đề can phản quang phía trước và sau xe công nông của người dân nhằm giúp người đi đường dễ dàng nhận biết từ xa để hạn chế nguy cơ dẫn đến tai nạn va chạm giao thông. Trong làng là đối với xe công nông rất nhiều, nhưng mà có đây là hình dáng gọi là phản quang cho an toàn giao thông khi đi lưu thông hàng hóa, chẳng hạn đi tối có phản quang được an toàn cho người lái công nông, mục đích coi như là để đảm bảo coi như là an toàn giao thông cho bản thân và các phương tiện công nông trong làng. Nhằm góp phần tạo lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, chúng tôi đã tuyên truyền đến các trường học, đến các chủ phương tiện xe công nông, đến các chủ phương tiện tham gia xe chở học sinh sinh viên, nhằm góp phần nâng cao kiến thức về pháp luật trật tự an toàn giao thông, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong cái thời gian tới sẽ hạn chế cái tai nạn giao thông thấp nhất trên địa bàn. Cùng với tăng cường phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, thời gian tới lực lượng công an thành phố Pleiku và công an các địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm để góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.